Xin mời các bạn cùng đến với sân bóng chuyền hơi trường tiểu Cộng Lạc để tiếp tục chứng kiến một trận kèo vô cùng nảy lửa trong buổi chiều ngày hôm nay giữa một bên là Đức Trinh và một bên là Nam Cu Xì cầu xe của chúng tôi. Vâng. Hai cầu thủ đang bước vào dạo và thống nhất những cái quy định trong cái xét kèo này. Đánh bao nhiêu quả? Xét 21 quả. Hai cầu thủ phải thống nhất đi đã. Hai cầu thủ đã thống nhất là chơi một set kèo 25 quả. Đức Trinh với trang phục của đen áo đen. Nam Cu Xì thì có cái trang phục truyền thống đó là mình trần. Hai năm cho Đức Trinh. Ngoài sân. 6-2 cho Nam Cu Xì. Bảy 2 cho Nam Cu Xì. Thank you.
gì. Thì chúng tôi theo giới chuyên môn đánh giá thì là một trong những cầu thủ xuất sắc ở huyện Tứ Kỳ với cái kỹ năng chơi bóng chuyền hơi bằng chân đầu
được dưới chuyên môn đánh giá con số 9-13. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
24 gì vậy? Kết thúc 25-17 là điểm số của xét bóng giữa Nam Gusi và Đức Trinh. Theo giới chuyên môn của huyện Tư Kỳ đánh giá thì Nam Gusi có xe chúng tôi là đứng hiện tại bây giờ đứng hàng bậc nhất trong giới bóng chuyền hơi với môn với kỹ năng đánh bằng chân đầu. Các cầu thủ nếu mà trong huyện Tư Kỳ ai có cái kỹ năng đánh bằng chân đầu mà xuất sắc thì có thể liên hệ để gặp Nam Gusi để đấu tài xem ai sẽ là người giành chiến thắng và đạt cái ngôi vị cao hơn Nam Gusi của chúng tôi hiện tại bây giờ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những trận kèo sau. Rất vui.